Xin chào các anh em đã đến với KD Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và trong video lần này sẽ là cậu bé vàng Diego Maradona mùa giải MC. Tại mùa giải này, Maradona có chỉ số tốc độ 108, thế nên tốc độ của ông cũng khá nhanh. Tuy vậy, cảm giác không được thanh thoát cho lắm bởi ông còn sở hữu một thể hình to. Và chính điều này cũng làm cho những pha bẻ hướng di chuyển của ông có phần nặng nề. Tạm bỏ qua những điều trên thì nhìn chung, khả năng xoay sở của Maradona cũng là khá tốt. Với chỉ số tăng tốc 101, bên cạnh một thể hình to, gia tốc của Maradona không quá tốt, dễ dàng nhận thấy một sức ì khi ông bắt đầu chạy và cần thêm một chút ít thời gian để ông có thể đạt tốc độ tối đa của mình. Trong khi thi đấu, Maradona di chuyển khá rộng, đôi lúc ông lùi về khá thấp như một CM, cũng có lúc ông dâng cao lên như một tiền đạo để tạo thêm đột biến cho các pha tấn công của đội nhà. Tuy vậy, ở những tình huống dâng cao đó, ông thường di chuyển với một tốc độ vừa phải, hiếm khi thấy ông chủ động tăng tốc ngay từ đầu. Điều này có thể sẽ khiến cho các anh em gặp khó khi chọc khe cho ông. Khả năng tranh chấp của Maradona cũng không quá tốt khi chỉ cao 1m65 và có chỉ số sức mạnh là 92. Thế nhưng, với một thể hình to và chỉ số thăng bằng lên đến 112, khả năng giữ thăng bằng của ông khi bị đối phương tác động là rất tốt. Điều này đặc biệt hữu ích cho những pha ông chủ động dâng lên cao như đã nói ở trên, bởi dù cho có tốc độ khá nhanh nhưng vẫn chưa đủ để ông bứt phá ra khỏi sự đeo bám từ phía hậu vệ. Vì thế, với việc giữ thăng bằng tốt sẽ giúp cho ông trụ vững và tiếp tục dẫn bóng trong những tình huống như vậy. Về khả năng truyền bóng, với việc sở hữu chỉ số truyền ngắn 99 và truyền dài 93, bên cạnh chỉ số ẩn kiến tạo, khả năng phân phối bóng và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn của Maradona là khá tốt, nhưng độ biến ảo theo mình là chưa cao và anh em có thể cần phải nắng nóng một chút khi dùng ông truyền bóng. Nói về khả năng dứt điểm, với việc có chỉ số dứt điểm 107, sút xa 103 và lực sút 93, Maradona sút bóng cũng khá tốt, bóng đi với lực khá căng và tương đối khó chịu, cũng như ông vẫn có thể ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Tuy vậy, những cú dứt điểm của Maradona vẫn hơi thiếu ổn định một chút, cũng như các anh em chỉ nên dứt điểm khi ông đang ở tư thế thoải mái, nếu không bóng sẽ đi khá nhẹ và đôi khi là thiếu chính xác. Sở hữu hai chân 53, những pha sút bóng bằng chân phải không thuận của ông theo mình là chấp nhận được. Bóng vẫn đi với lực khá tốt và tương đối chính xác, đủ để các anh em có thể ghi bàn. Và tất nhiên, chúng ta không thể mong chờ vào độ ổn định đối với cái chân chỉ có 3 sao. Xét đến khả năng không chiến, thì có lẽ chúng ta cũng không thể kỳ vọng vào một cầu thủ chỉ cao 1m65 như Maradona. Nhưng mình cũng có một lưu ý nhỏ cho các anh em, đó là ông có khả năng di chuyển và chọn vị trí khá hợp lý. Và vì thế, anh em cũng đừng ngần ngại tạt bóng cho ông nếu nhận thấy ông đang đứng ở một vị trí đủ tốt. Khi đó, Maradona hoàn toàn có thể kết liễu đối phương bằng cái đầu của mình. Nói tóm lại, Maradona mùa giải MC có tốc độ nhanh nhưng vẫn cảm giác hơi nặng một chút. Việc đổi hướng di chuyển khá chậm, xoay sở tốt, truyền bóng ổn, khả năng dứt điểm khá tốt, tuy nhiên hơi thiếu ổn định. Và đó là toàn bộ những cảm nhận của mình về cậu bé vàng Diego Maradona mùa giải MC. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.